Hôm nay mình sẽ làm một cái mạch của bác Chu Văn Triều nhé, bác ở Hưng Yên anh em ạ. Hôm nay mình sẽ sửa một con mạch tủ lạnh tô được này. Đây là cái bác một con tủ lạnh tô, đây là cắm nhầm điện và đã sửa nhưng không điện, không không lên điện. Thì, không biết là bác đã thay cái gì rồi nhé. Bây giờ mình sẽ bóc ra để kiểm tra xem là mạch bác ấy thay cái gì rồi nhé. Đấy, đây rồi anh em ơi, mạch quay rất chắc chắn này. Ui, thế rồi, quay như kẹo anh em ạ. Ai da, có thư rồi. Bác ghi là gửi sửa bua cắm nhầm. Người ta là rồi, chân mạch bác ấy làm đứt hết rồi anh em này, đứt hết chân mạch rồi, giờ không biết là mạch đi của gì nữa cơ. Chết 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 chết, bác ấy làm thế này nhỉ. Hiện tại là đứt hết chân mạch, mình sẽ kiểm tra xem là có bị chập đâu không anh em nhé. Ủa, đây chân mạch đã hàn rất hết rồi. Để mình sẽ tiến hành kiểm tra anh ạ. Cầu chì cũng thay rồi, thay hết rồi, vẫn còn. Ok. Cái mạch này như kiểu bị cong vậy. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra đấy anh em nhé. Hiện tại là các bác ấy đang hàn chập hết vào nhau. Không biết là do hàn chập vào nhau hay là do các con IC này chết. Nhưng mà hiện tại là chỗ này nó có ký hiệu hai con tụ bé ở đây. Thì hiện tại là các bác đang hàn chồng hết vào nhau luôn. Bây giờ mình sẽ nhổ con IC ra để là xem là nó bị như thế nào anh em nhé. Là sau khi đã khắc phục lại chỗ anh em sửa chữa thì là mình đã thay một con IC nguồn mặt 2011 nhé. Con IC nguồn này thì anh em có thể là thay bằng IC nguồn là MR hai của mình là 2920 nhé, có thể thay bằng con 2920. Đây hiện tại là lốc đã chạy này. Đó. Con này anh em làm đứt hết đường mạch nhé, là mình rò rất mất thời gian luôn, vì là con mạch này nó là mạch hai mặt, cho nên là anh em khi nhổ con IC này ra ấy, đã giật hết đường mạch đứt cùng theo luôn, cho nên cầu dây nối rất là chẳng chịt đằng sau này. Đó, đứt hết được mạch nên là mình rò mãi nó mới ra. Nên là khi anh em nhổ ấy, mà nó khó ra thì anh em phải, một là anh em cắt hẳn cái chân này đi, vắt cái mặt này đi, anh em nhổ từng chân một, thành nào cũng thay mà. Đua nó chập rồi thành nào anh em cũng thay thì anh em mình nhổ hết đi, anh em còn nhổ bay hết cả mấy con chở bên cạnh nữa, nên là mình không mãi mới tìm được thông số của con mấy con chở dán mà anh em đã làm mất. Thì, đây là bệnh con tủ lạnh Toshiba mất nguồn, thì bị đây là bị cắm nhầm nhé. Đây của bác cắm nhầm là ghi rõ là cắm nhầm nhé, thì bị mỗi cắm nhầm thôi mà các bác ấy đâm ra là sửa không biết từ gì mà liên quan đến chết cả nguồn rồi là đứt hết cả mạch. Anh em nào mà có nhu cầu sửa chữa thì liên hệ qua số điện thoại của mình là 0355 nhé, 448274. Em sửa chữa ở tỉnh Thái Bình nhé. Anh em nào mà có nhu cầu sửa chữa thì có thể liên hệ qua số điện thoại mình vừa đọc lên để mình có thể biết được là căn bệnh của các bạn đang như thế nào, có thể sửa chữa được hay không nhé. Ok, đây là video sửa chữa đã hoàn thành rồi.
Em xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh.